Sau khi kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phát hành bản án và đăng công khai lên cổng thông tin của tòa. Ngoài mức án cụ thể của từng bị cáo, tòa buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường toàn bộ gần 31.000 tỷ đồng cho 35.824 người bị hại. Bên cạnh đó, tòa cũng tiếp tục phong tỏa số tiền trong 14 tài khoản của con gái và cháu trai bà Lan do cơ quan điều tra chưa làm rõ. Tại phiên tòa, các bị cáo Lan, Trương Vinh Sinh Kinh và Nguyễn Hữu Hiệu đề nghị dùng số dư trong các tài khoản để khắc phục hậu quả, nên tòa tiếp tục duy trì phong tỏa tài khoản để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo trong toàn bộ vụ án. Đối với 7 tài khoản do bà Chu Duyệt Phấn đứng tên có tổng số tiền gần 47 tỷ đồng và 7 tài khoản do ông Trương Lập Hưng, cháu bà Lan đứng tên với tổng số tiền hơn 64 tỷ đồng. Hội đồng xét xử giao cho cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh làm rõ nguồn gốc. Hội đồng xét xử cũng hủy bỏ lệnh phong tỏa tài khoản của bị cáo Chu Lập Cơ do ông này đã nộp khắc phục hơn 33 tỷ đồng liên quan đến hành vi rửa tiền. Liên quan đến tài khoản 10 tỷ đồng đứng tên em trai bị cáo Lan là ông Trương Mễ mở tại ngân hàng Exim Hội đồng xét xử nhận thấy chưa đủ căn cứ xác định liên quan đến hành vi phạm tội nên hủy bỏ việc ngăn chặn giao dịch đối với tài khoản của ông Mễ. Về số tài sản của ba bị cáo đã chết gồm Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Ngọc Dương, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật cơ quan điều tra cũng tiến hành ngăn chặn 33 tài khoản ngân hàng và 31 bất động sản liên quan đến 5 bị can bị truy nã trong giai đoạn 1, gồm Đinh Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Sương, Chim Minh Dũng, Trầm Thích Tồn và Nguyễn Lâm Anh Vũ. Đối với tài sản của một số bị cáo đã được chuyển nhượng lại cho nhiều người khác hoặc đang thế chấp trước. Trong thời gian các bị cáo này làm việc tại ngân hàng SCB, hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Bị hại nhận 45,5 tỷ đồng tiền bồi thường Là một trong hơn 35.000 bị hại mua trái phiếu của Vạn Thịnh Phát, bà Quy, ngụ quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, được tòa tuyên nhận bồi thường hơn 45,5 tỷ đồng từ bà Trương Mỹ Lan. Theo đó, tòa buộc bị cáo Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 30.000 tỷ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu. Chi tiết số tiền, số lượng người bị hại, người liên quan được đăng chi tiết trong các phụ lục số 1 A, B, C, D, E, F, G, H. Trong số hơn 35.000 bị hại, bà Mạch Liên Quy, ngụ quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, được bồi thường hơn 45,5 tỷ đồng. Số tiền này tương đương với hơn 455.000 trái phiếu mà bà Quy sở hữu. Người được bồi thường cao thứ hai là bà Phạm Hồng Tê, ngụ quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, với số tiền hơn 29,4 tỷ đồng. Người được tuyên bồi thường cao thứ ba là ông Huỳnh Khương Nờ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nờ được tuyên bồi thường hơn 19,2 tỷ đồng để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo Trương Mỹ Lan, ngoài việc ngăn chặn các tài khoản mở tại các ngân hàng và phong tỏa các tài sản của bị cáo, tòa còn buộc ông Nguyễn Văn Liêm, tổng giám đốc công ty địa ốc Thủ Thiêm, nộp lại số tiền 1.000 tỷ đồng. Ngoài ông Liêm, 8 cá nhân khác cũng bị buộc phải nộp lại 25 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tòa tạm giữ số tiền hơn 474 tỷ đồng của các bị cáo, cá nhân, tổ chức tự nguyện nộp khắc phục hậu quả Đặc biệt, trong bản án ghi rõ, đối với các tài sản, khoản tiền mà hội đồng xét xử của giai đoạn 1 và giai đoạn 2 xác định để khắc phục, đảm bảo nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án, nhưng sẽ ưu tiên thi hành án cho các bị hại liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu của vụ án này. Kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật và cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành theo yêu cầu nếu bị cáo Lan chưa thanh toán đủ số tiền bồi thường thì hàng tháng phải chịu thêm khoản lãi theo quy định. Theo bản án sơ thẩm, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống có tổng giá trị hơn 30.869 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo đem bán cho các nhà đầu tư. Đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư, không có khả năng thanh toán để che giấu nguồn tiền có được từ việc phát hành trái phiếu và 415.000 tỷ đồng có được từ hành vi tham mô tài sản từ nguồn tiền của ngân hàng SCB. Bà Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp phối hợp lên phương án rút chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng sử dụng cho các mục đích khác nhau.